Tu Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 12 mini phiên bản quốc tế 64GB. Máy có màu xanh. Về ngoại hình thì máy rất là đẹp. Đẹp khoảng 99% mọi người nhé. Cái khuyết điểm duy nhất của ngoại hình của máy là có xước rất là nhỏ và nhẹ ở chỗ đây. Em chỉ cho mọi người xem nhé. Đấy. Chỉ một chút đấy thôi. Thế còn là còn lại là rất là đẹp. Đây, em quay sát cho mọi người xem nhé. Về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung mở. Máy tuyển chọn mọi người nhé. Màu xanh này thì rất là đẹp. Đấy. Bây giờ thì em sẽ vào phần giới thiệu cho mọi người xem. Đấy. Như mọi người thấy, mã máy là mã VN mọi người nhé. 64GB. Viên pin theo máy thì còn 84%. Đấy, máy rất là đẹp. Máy này em để cho mọi người mức giá là 8.700.000 nhé.